Chào các em, đây là cái video cô làm để hướng dẫn làm cái bài 2 về dự trữ vaccine trong bài 17, thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính trang 117, 118. Như vậy bài toán này nó nói như sau. Bây giờ có họ yêu cầu là đưa vào dòng đầu tiên là hai số nguyên m và n. Với m n là gì nhỉ? M là số số liều vaccine phải phải đủ để cần số liều vaccine cần đấy, và M ở đây là hiện số liều đang có trong kho. Sau đó nó sẽ nhập vào PA là cái lượng vaccine mà sẽ sản xuất được của xưởng A, và PB là số liều vaccine mà sẽ sản xuất được ở liều ở xưởng B trong mỗi ngày. Và yêu cầu in ra là số nguyên là số ngày sớm nhất mà mình có thể là đủ được số liều vaccine. Như vậy bài yêu cầu là biểu diễn thuật toán. Thế vậy thuật toán theo liệt kê các bước. Đầu tiên là ta đi nhập M và N, NM. Sau đó nhập PAPB. Rồi sau đó là ta sẽ có một biến t là đại diện cho ngày đấy, ban đầu bằng 0. Và nếu m cộng với PA cộng với b nhân với t mà lớn bằng n thì số ngày đủ vaccine là t, rồi kết thúc. Còn nếu không thì mình sẽ tăng t lên 1 và quay lại bước 4 để kiểm tra. Và thuật toán của cái phần liệt kê các bước, thuật sơ đồ khối thì như sau. Nhập mn, nhập PABB, t bằng 0. Chỗ này ta phải là nhập n trước rồi m sau ấy. Không có lời nhầm. Nếu như biểu thức m cộng với PA cộng BP nhân với t mà lớn bằng n, nếu mà đúng, cái chỗ này mình sẽ phải có một cái chỗ này mà đúng. Thì ta sẽ thông báo t ra màn hình và kết thúc thuật toán. Còn nếu mà sai, thì ta sẽ tăng t lên một đơn vị và quay lại kiểm tra. Đó. Như vậy là cái phần chỗ này thì mình sẽ làm cho nó mất cái đường viền đi. Ở đây. No line. No outline và no fill luôn. Chỗ này cũng thế. No fill luôn. Rồi, ok. Như vậy là thuật toán đến đây là kết thúc. Và bây giờ ta sẽ đi cài đặt chương trình. Bài toán ta sẽ đi cài đặt chương trình như sau. Đầu tiên ta phải đi nhập cho hai cái biến m và n. À, n và m. N trước và m sau. Như vậy ta sẽ có n phẩy m bằng mép của hai số nguyên int phẩy input rồi PA phẩy PB bằng mép, à cái chỗ này thiếu chấm split. PABB chấm split rồi cũng bằng mép, cũng là hai số nguyên int phẩy input
split. Rồi. Sau đó thì bây giờ ta sẽ đi đưa ra if bây giờ có t bằng 0. Sau đó là while trong khi m cộng với mở ngoặc ra PA cộng PB được bao nhiêu nhân với t mà đang còn nhỏ hơn hơn n thì mình sẽ t bằng t cộng 1. Rồi, sau đó thì print ra. Số ngày sớm nhất có đủ vaccine. Vaccine dự trữ theo kế hoạch. Là T. Rồi. Như vậy bây giờ ta sẽ chạy chương trình xem. Dụ bài này là họ cho chạy dữ liệu là 200 500 200 cách 50 chứ. Rồi 20 35. Rồi, số ngày sớm nhất đưa ra là 3. Đó. Như vậy bài toán đến đây là giải quyết được rồi các em nhé. Rồi bài dự trữ vaccine. Cái thuật toán của nó chỉ có như thế này thôi. À, cái chương trình của nó chỉ có như thế này. Còn thuật toán của nó thì đây. Theo liệt kê các bước. Hay là theo sơ đồ khối. Đó, theo sơ đồ khối. Đây là cái phần nội dung của thuật toán. Bye.